Một hôm, cậu Oá đang phơi rơm ngoài vườn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu phát ra từ đống rơm. Cậu Oá bới đống rơm ra thì thấy một cô gái đã nằm sẵn trong đó từ bao giờ. Cô gái nhìn thấy anh định trốn tiếp vào đống rơm. Cậu Oá kéo cô ra ngoài nhưng cô gái lại ngất lịm đi. Anh đành phải bế cô vào trong nhà, nhìn thấy chân cô gái có vết thương. Cậu Oá cẩn thận xử lý vết thương cho cô, sau đó còn lấy khăn lau vết bẩn trên mặt cô gái dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy cậu Oá liền ngồi co rúm ở một chỗ, cậu Oá hỏi cô từ đâu đến, nhà ở đâu. Cô gái không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cậu Oá đành phải chuẩn bị một vài món ăn lót dạ cho cô. Cô gái không để ý anh nữa mà ra sức ăn thật nhanh, cậu Oá lặng lẽ ra cửa đợi cô ăn xong. Lúc về phòng thì cô gái đã ngủ say, anh nghĩ mãi vẫn không ra, không biết cô gái này từ đâu đến. Cũng không biết cô muốn đi đâu. Ngày hôm sau cậu Oá bị đánh thức bởi tiếng băm rau của cô gái. Ra ngoài sân thì phát hiện cô gái đã tắm rửa sạch sẽ còn đang làm bữa sáng vô cùng ngon miệng. Cậu Oá nhìn thấy bát sữa bò mà cô pha đặt trên bàn, mùi thơm thật là khiến người ta không chịu nổi. Nó khác hoàn toàn với sữa bò mà anh hay uống, cậu Oá không nhịn được mà uống sạch bát sữa. Thấy cô gái vẫn luôn im lặng, cậu Oá nói với cô nếu vết thương chưa khỏi thì có thể ở lại đây vài hôm. Khi nào khỏi thì có thể rời đi, nói xong anh liền đưa trâu ra đồng cho ăn cỏ, buổi trưa quay về nhà. Trưởng thôn đã đợi sẵn trước cửa, ông nói rằng đã thương lượng được với nhà Hai Phượng. Chỉ cần đem theo 3 thùng sữa làm sính lễ là có thể kết hôn, cậu Oá vô cùng ngạc nhiên, bản thân anh còn chưa đồng ý mà trưởng thôn đã tự mình quyết định hôn sự trong tương lai. Thấy cậu Oá hay nhìn vào trong nhà, trưởng thôn nhắc nhở anh, đừng để bị người khác lừa. Lúc này, cậu Oá mới phát hiện trâu nhà mình mất tích, hai người vội vã chạy đi tìm trâu. Cậu Oá chạy lên đỉnh núi, thấy cô gái đang lặng lẽ ngồi ở đó. Bên cạnh còn có con trâu của mình đang gặm cỏ. Trưởng thôn đứng từ xa thấy cậu Oá đang đứng với một cô gái. Cô gái còn mỉm cười với anh. Cô gái này tên Tú Tú, từ khi đến nhà cậu Oá, cô vẫn chưa nói lời nào, lúc quan trọng với viết vài chữ đơn giản cho cậu Oá xem. Cậu Oá vẫn luôn coi Tú Tú là cô gái câm, cuộc sống nhàm chán của anh có thêm người phụ nữ mới vui vẻ trở lại. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu Oá lại được ăn bữa cơm ngon do chính tay Tú Tú nấu, nhưng không lâu sau đó, cảnh sát bỗng phát hiện ra Tú Tú ở nhà cậu Oá, Tú Tú đang nấu cơm nhìn thấy cảnh sát liền vội vàng chạy vào nhà. Cậu Oá về nhà nói với cô rằng cảnh sát chỉ muốn cô ngày mai lên thành phố làm một vài thủ tục. Tú Tú không trả lời anh, chỉ thấy cô ngồi một góc run bần bật. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu Oá không thấy bóng dáng Tú Tú đâu. Anh đi tìm từng ngóc ngách trong nhà, thậm chí tìm cả trên núi cũng không thấy cô. Anh cuối cùng cũng nhận ra cô đã bỏ đi rồi. Buổi chiều, trưởng thôn lại tìm đến nhà cậu Oá. Sau khi biết tin Tú Tú đã bỏ đi, trưởng thôn khuyên cậu Oá tìm cơ hội đến nhà Hai Phượng một chuyến. Ông đã sắp xếp ổn thỏa hôn sự cho hai người, cậu Oá đành nghe theo lời của trưởng thôn. Nhưng một hôm cậu Oá và Tú Tú đang ngồi ăn cơm, Hai Phượng đứng trước cổng nhìn thấy mọi chuyện. Hai Phượng tức giận nên giả vờ sẽ gả cho đại ca xã hội đen trong làng khi trưởng thôn đưa cậu Oá đến nhà Hai Phượng. Đúng lúc thấy Hai Phượng và đại ca đang bàn đến chuyện kết hôn, cậu Oá đành để lại món quà đem theo rồi bỏ về nhà. Hy vọng của Hai Phượng vừa chớm nở liền bị cậu Oá dập tắt, cuối cùng cô vẫn quyết định gả cho đại ca xã hội đen kia. Tú Tú bỏ nhà lên rừng thì bị lạc đường, bởi vì vết thương chưa khỏi, cộng thêm đã 2 ngày chưa ăn gì nên cô bị ngất trong rừng. Một đứa trẻ trong thôn nhìn thấy cô, liền chạy về báo với cậu Oá. Cậu Oá lập tức chạy vào trong rừng. Sau đó cõng Tú Tú đến bệnh viện, bác sĩ nói với anh rằng Tú Tú có thể nói chuyện được. Chỉ là bị tổn thương về mặt tâm lý nên vẫn chưa muốn nói chuyện. Bác sĩ nhắc nhở cậu Oá không nên bắt cô làm chuyện mình không muốn, như vậy sẽ càng khiến tâm lý cô bất ổn hơn. Cậu Oá chưa hiểu rõ sự việc nhưng vẫn nghe theo. Thấy vết thương của Tú Tú đã lành liền đưa cô về nhà, những người dân trong làng bắt đầu xì xào bàn tán trước cổng nhà. Cậu Oá đành thu dọn đồ đạc đưa Tú Tú và con trâu rời khỏi nơi mà mình đã sinh ra. Đến khi tìm thấy căn nhà bỏ hoang dưới chân núi, họ quyết định tạm thời ở đây. Thấy Tú Tú rất thích hoa, cậu Oá liền vào rừng hái hoa dại cho cô. Thấy bộ dạng cậu Oá cuốc đất trồng rau, Tú Tú ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, cuộc sống của hai người dần quay về như xưa. Cậu Oá trồng một vườn hoa trước cửa, ngày hoa nở Tú Tú vô cùng vui mừng ôm chầm lấy anh. Cuộc sống của cậu Oá từ đó ngập tràn niềm vui. Không chỉ có con trâu mà còn có Tú Tú ở bên cạnh. Mặc dù không biết rõ gia thế của cô, nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với người phụ nữ này. Mỗi ngày về nhà thấy cô đang đợi mình là anh vui rồi. Một hôm cậu Oá về nhà, bỗng nhiên không thấy Tú Tú đâu. Nhìn ra sông thì thấy Tú Tú đang bị đuối nước. Cậu Oá vội vã bơi ra giữa sông cứu cô, đến khi Tú Tú tỉnh lại, thấy cậu Oá đang bên cạnh mình liền nói rằng mình đã giết người. Cậu Oá ngạc nhiên chỉ biết nhìn cô mà không nói lên lời. Sau đó mới biết được trước đó Tú Tú có mở một tiệm ăn nhỏ, một hôm có hai người khách động chân động tay với cô. Một tên không chịu nổi mà kéo cô vào lòng định làm nhục cô, Tú Tú cố gắng giãy giụa. Vớ được chai rượu, cô liền đập vào đầu tên biến thái kia. Tên biến thái do mất nhiều máu nên ngất luôn tại chỗ.
Tú Tú sợ hãi chỉ biết bỏ chạy, cuối cùng tìm được đến đây. Nhưng phát hiện ra dù thế nào chăng nữa cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Đến khi gặp được chàng trai lương thiện cậu Á, dưới sự chăm sóc của anh, Tú Tú mới cảm thấy an toàn. Cuối cùng cô quyết định đến đồn công an đầu thú. Căn nhà chỉ còn lại cậu Á cô đơn một mình. Anh chỉ biết ngồi trên giường ngắm bình hoa, đến khi ăn cơm cũng chẳng thấy có khẩu vị. Không lâu sau đó, cảnh sát điều tra rõ vụ việc, lúc đó Tú Tú là do phòng vệ chính đáng, hơn nữa người đàn ông kia sau khi vào viện đã tỉnh lại. Vì vậy Tú Tú được thả về nhà. Một buổi chiều hoàng hôn, hai người xúc động ôm chầm lấy nhau. Trải qua một chuyện kinh khủng khiến cô gái này biến thành người câm. Tưởng rằng chạy trốn đến nơi này tạm lánh một thời gian, không ngờ rằng lại gặp được một người đàn ông hiền hậu chất phác. Cuối cùng dưới sự chăm sóc ân cần của anh, Tú Tú quyết định lựa chọn đối mặt với hành động mà mình gây ra. Cuộc sống luôn tồn tại bóng tối và bất hạnh. Đối diện với sự đả kích tâm lý như vậy, con người thường phó mặc cho số phận cuộc sống. Cho rằng cuộc sống chèn ép mình, cuộc sống là những tháng ngày đen tối, nhưng nếu bạn có niềm tin dũng cảm đối diện với nó, sẽ phát hiện ra sự tươi đẹp và tính lương thiện, mà đại diện của bản tính lương thiện chính là chàng trai cậu Á. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngày ngày bầu bạn với con trâu, nhưng không vì thế mà anh mất đi sự chân thành và lòng thương người. Tình cờ gặp được Tú Tú rồi giúp đỡ cô, cậu Á cũng không mong chờ sẽ được đền đáp. Mặc dù Tú Tú nói với anh rằng mình đã phạm phải tội giết người, nhưng chính cậu Á là người đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Khiến cô từ một người bị mắc kẹt trong bóng tối, dần nhận ra thế giới này vẫn còn người tốt. Sức mạnh của tình yêu quả thực quá vĩ đại.